Nghi án chồng sát hại cả gia đình vợ khiến hai người tử vong. Khởi tố hai bị can cướp ngân hàng ở Quảng Nam. Bắt nhóm trộm nhí chuyên đập kính xe ô tô trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Căn nhà 5 tầng bốc cháy ở Bình Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Thưa quý vị, mâu thuẫn gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ án mạng kinh hoàng. Mới đây, cả vùng quê tại Nghệ An đang dậy sóng trước một vụ việc con rể truy sát cả nhà bố mẹ vợ khi vừa mãn hạn tù khiến ba người thương vong rồi chạy lên đồi thông gần nhà tự chấm dứt cuộc đời. Ngày 25 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai người tử vong, một người bị thương. Danh tính hai người tử vong được xác định là chị Thái Thị Tê và bà Trương Thị Tê, hơn 70 tuổi, mẹ của chị Tê. Cả hai nạn nhân cùng trú xóm Đồng Xuân, xã Đồng Thành. Nghi can gây ra vụ án mạng là Hoàng Văn L, sinh năm 1979, chồng chị Tê. Thông tin từ người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, sáng cùng ngày vợ chồng L đến nhà ông bà ngoại ở xóm Đồng Xuân thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó người dân nghe tiếng la hét cầu cứu, đến kiểm tra thì phát hiện chị Tê tử vong ngoài cổng nhà. Bà Tê được phát hiện tử vong trong nhà, riêng bố chị Tê bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Còn L không có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thành cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này đã chấm dứt cuộc sống trên khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai đối tượng cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam, theo thông tin mới nhất, cả hai đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản. Sáng ngày 25 tháng 1, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đồng Lập, 34 tuổi, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và Đặng Văn Được, 25 tuổi, trú xã Phú Dương, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trưa ngày 19 tháng 1, Lập và Được đã xông vào chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, khống chế bảo vệ và cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Vào lúc hai nghi phạm lấy một cọc tiền định bỏ vào túi sách, thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, hai đối tượng hoảng hốt vứt tiền lại bỏ chạy. Sau hơn một ngày chạy trốn, đến 12 giờ ngày 20 tháng 1, hai đối tượng đã bị Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng bắt giữ tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế. Thời gian gần Tết Nguyên đán, tình trạng trộm cắp đang có những diễn biến rất phức tạp, gây mất tình hình an ninh trật tự. Chỉ trong một thời gian ngắn, một nhóm trộm nhí đã gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Hành động ngang ngược này khiến người dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình hết sức hoang mang. Sau khi nắm tình hình bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Đức Bình, sinh năm 2000, trú tại phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với Bùi Đức M, sinh năm 2009, trú phường Bắc Nghĩa và Lưu Ngọc T, sinh năm 2009, trú xã Nghĩa Ninh. Đây là nhóm đối tượng đã gây ra các vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản. Trước đó, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xảy ra vụ đập phá kính ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây bức xúc cho người dân. Công an thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an các xã, phường và các đội nghiệp vụ liên quan để khẩn trương triển khai đấu tranh làm rõ đối tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, công an thành phố Đồng Hới đã xác minh, làm rõ và bắt nhóm đối tượng nói trên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận để có tiền chơi game nên đã rủ nhau thực hiện 7 vụ đập phá kính ô tô để lấy trộm tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Thủ đoạn của các đối tượng là dùng ná cao su, bắn bi, gây vỡ kính, sau đó cậy phá tìm tài sản để lấy trộm. Tang vật thu giữ được gồm một ná cao su, một viên bi sắt, hai đôi găng tay, hai mô tô là những công cụ phương tiện gây án cùng một số tang vật tài sản liên quan. Tình hình cháy nổ cũng thường xuyên xảy ra gây ra thiệt hại lớn về người và của. Chỉ một phút lơ là sơ suất, hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ khi nào, đặc biệt là ban đêm. Mới đây, một căn nhà 5 tầng bốc cháy trong đêm, có 7 người đang nằm ngủ. Tổ liên gia và lực lượng dân phòng đã kịp thời đến giải cứu toàn bộ người trong căn nhà. Vụ cháy xảy ra trong đêm ngày 24 tháng 1 tại căn nhà 5 tầng ở đường D3, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu cứu và thấy khói bốc lên ở khu vực tầng 3 của căn nhà 5 tầng. Lúc này, tổ liên gia chữa cháy tại chỗ đã khẩn trương sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập lửa và dùng các phương tiện như búa, kìm cộng lực phá cửa cứu người. Lực lượng dân phòng phường Mỹ Phước cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phối hợp cứu nạn, cứu hộ và dập lửa.
Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 7 người, trong đó 3 người tự thoát được ra ngoài. Tổ liên gia và lực lượng dân phòng đã giải cứu được 4 người đưa ra ngoài an toàn. Tổ liên gia là tổ chữa cháy tại chỗ được thành lập từ các hộ gia đình. Lực lượng chức năng đã tập huấn và hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và chữa cháy kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tham mưu cấp trên để tổ chức khen thưởng cho lực lượng tham gia chữa cháy và cứu người dân thoát nạn. Tiếp tục chương trình là những tin tức xã hội đáng chú ý ngay sau đây. Gà ngậm hoa hồng tại chợ nhà giàu cháy hàng ngày rằm tháng chạp. Cửa hàng pháo hoa lách luật, tuồn hàng cho dân buôn. Bao giờ không khí lạnh gây ra đợt rét kỷ lục kết thúc? Rằm tháng chạp là ngày rằm cuối cùng của năm, nên từ sáng sớm các khu chợ ở Hà Nội đã tấp nập người mua kẻ bán. Ngày rằm tháng chạp, các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ dâng lên tổ tiên để chuẩn bị đón những điều an lành trong năm mới sắp tới. Nhiều mặt hàng như gà, xôi và hoa quả được nhiều người dân mua để trưng bày mâm lễ cúng. Tại chợ nhà giàu Hàng Bè, gà ngậm hoa hồng vẫn là món hàng bán chạy nhất. Chị Tố Loan, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Bè cho biết, hôm nay tôi đã chuẩn bị hơn 100 con gà luộc sẵn, bởi năm nào vào ngày rằm tháng chạp, gà ngậm hoa hồng đều cháy hàng. Gà luộc sẵn ở đây không chỉ ngon có tiếng, mà còn được chuẩn bị rất đẹp mắt. Miệng gà ngậm hoa hồng để phù hợp bày mâm cúng lễ. Chợ Hàng Bè rất nhỏ nhưng được gọi vui là chợ nhà giàu, vì thực phẩm ở đây tươi ngon nhưng giá cao hơn hẳn những nơi khác. Giá dao động gà ngậm hoa hồng tại chợ Hàng Bè từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trên một con tùy trọng lượng. Ngoài việc tới tận cửa hàng mua, nhiều người dân cũng chọn cách đặt giao hàng đến nhà. Cũng tại chợ Hàng Bè, các sạp bán trái cây, hoa tươi, đồ ăn chín cũng tất bật phục vụ khách hàng. Theo quan niệm của nhiều người, trước khi đón năm mới, người Việt sẽ chuẩn bị 3 mâm lễ cúng tiễn năm cũ, bao gồm cúng rằm tháng chạp, cúng ông công ông táo 23 tháng chạp và cúng tất niên. Rằm tháng chạp cũng là thời điểm các cành đào nhỏ xinh bắt đầu xuất hiện trên bàn thờ các gia đình, báo hiệu Tết đã đến gần. Để chạy doanh số, các cửa hàng bán pháo hoa đã dùng nhiều cách để tuồn hàng cho các cá nhân bán lẻ trái phép. Giới thiệu là người có nhu cầu mua sỉ số lượng lớn pháo hoa, hoạt động buôn bán pháo hoa sai phép được phóng viên ghi nhận. Để có nguồn cung pháo hoa cho chợ mạng, nơi không được phép kinh doanh mặt hàng này, sau thời gian dài tìm hiểu, phóng viên được nhiều mối sỉ chỉ dẫn cho cách mua pháo hoa số lượng lớn. Theo chỉ dẫn, chúng tôi có mặt tại cửa hàng bán pháo hoa Z121 tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Sau khi chứng minh mình đúng là người có nhu cầu mua số lượng pháo hoa lớn để cung cấp lên chợ mạng, chủ cửa hàng này không ngần ngại thừa nhận việc thường xuyên bán buôn số lượng lớn cho các mối hàng tương tự. Cái này là giá niêm yết, là giá bán lẻ. Vâng. Theo tiết lộ của chủ cửa hàng pháo hoa này, nhờ có chồng công tác tại nhà máy Z121, cửa hàng này có nguồn hàng vô tận. Trước Tết 3 tháng đã bán buôn số lượng lớn đi khắp nơi trên cả nước. Để chứng minh về sự uy tín của mình, chủ cửa hàng đã liên hệ trực tiếp với người nhà tại nhà máy Z121 để tư vấn cho phóng viên. Giá niêm yết ở đấy là 350 cho em. Có hai thùng như trước. Tại vì em bán, em cũng là người bán trên mạng, chị nói. Ừ, đấy như đấy, chị cũng nói thế, là em lấy hàng cứ trực tiếp, lấy cửa hàng thì không yên tâm. Rồi, bây giờ nói trên mạng thì em chỉ nói thì cũng không phải là nói chung. Ồ, nhưng mà cũng có một số ngành còn ở bên đấy, em bán giả hiểu. Đấy, em nhìn ở bên đấy, em nhóm em biết đấy. À. Nên là mình cứ đến tận các cửa hàng này là yên tâm nhất. Theo các cái đền lý hoặc các cái người buôn nhỏ lẻ, người ta vẫn lấy được. Ghi nhận tại cửa hàng kinh doanh pháo hoa Z121 khác tại phố Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, tình trạng tuồn pháo hoa cho các mối sỉ tiếp tục được chúng tôi ghi nhận. Theo đó, để bán được nhiều hàng, các cửa hàng này sẽ hướng dẫn cho khách cách lách luật để nhập pháo hoa số lượng lớn. Bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn như cháy nổ, phá giá thị trường, chỉ cần chi tiền, muốn mua pháo hoa với số lượng bao nhiêu, cửa hàng này cũng đồng ý cung cấp. Chị có bảng giá không? Thế em xem có những loại nào.
Mấy cả xỉ thì như nào nhỉ? Rồi, giá bán lẻ thì một tờ bán khác, xỉ vâng. Sẽ là khác. Vâng, rõ ràng rồi. Đấy nhá, mà giá thì nó có một cái loại như thế này. Không, chịu rồi. Cái này là cái kim mình bán phá giá là một tờ vẫn đòn luôn. Thế à? Phá giá cái này là các cửa hàng khác là bao nhiêu chi phí các thứ nó kiện chết. À. Tớ không phá giá được. Quy định thì cũng vẫn là thế. À thế à? Các bạn bỏ tờ bán, bọn tôi không nói là bán về để các bạn bán. Vâng. Tóm lại là không được kinh doanh. À thế à? Ờ, tức không được tức là nói nhưng mà về sử dụng, ví dụ là đấy bảo cứ bán cho người này người kia có rồi đấy thì chị đấy chị về chị mua hộ rồi chị không dùng hết thì chị bởi vì là giá niêm yết của nhà máy thì lại thế thì các cửa hàng như hộ chị họ bán họ lấy họ tuồn kiểu gì ra để còn bọn em bán ở ngoài bán được cao chứ bọn chị bán là rẻ lẻ ở đây còn được cao nữa là bọn em bán ở ngoài thì bọn em cũng phải chia sẻ với cửa hàng. Tại cửa hàng bán pháo hoa Z121 tại Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, tình trạng bán đổ buôn pháo hoa số lượng lớn cho người có nhu cầu cũng được chúng tôi ghi nhận. Sau một vài câu từ chối làm hàng, nhân viên của cửa hàng nhanh chóng cho chúng tôi liên hệ đến quản lý để đặt vấn đề. Em muốn nhập một ít pháo hoa để bán xỉ chứ mà. Alo, bạn ơi, bảo. Giờ người ta muốn lấy xỉ, thì mình vẫn lấy đúng không? Bán đúng không? Chị ơi, ở cửa hàng bên em vừa gọi bạn ấy bảo là chỉ bán lẻ thôi, còn xỉ chị phải lấy số của anh bán xỉ bên em. Thế là còn cửa hàng, ví dụ như kiểu bây giờ mình mua xỉ thì cũng không có bán à? Vâng, chỉ bán lẻ thôi. Anh ơi, anh có xỉ pháo hoa không? Em đang thì mua ở cái cửa hàng ở trên Hoàng Hoa Thám ấy, các chị cho em số anh ạ. Sao lấy ở đây mà chị này bảo là chị không bán theo thùng là như nào? Có, bạn ấy nhân viên, bạn ấy không biết. À, tức là cửa hàng này cũng bán xỉ theo thùng luôn chứ gì? Đúng rồi. Để thuận lợi cho người kinh doanh trái phép mua bán số lượng lớn pháo về kinh doanh trái quy định mà vẫn an toàn, không lo bị lực lượng chức năng sờ gáy, cửa hàng này còn cam kết cung cấp đủ loại giấy tờ chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm. À thế cái giấy đảm bảo thì như nào? Chị lấy thì em sẽ viết cho chị tờ hóa đơn thôi, còn chị lấy bao nhiêu giá thì em sẽ đưa cho chị cái giấy như này. À. Chị cần chị viết. À. À thì cái giấy này là mình được cho xong rồi viết thoải mái đúng không? Chị tặng ai thì chị đưa cho người ta. Bán buôn pháo hoa cho các đơn vị ngoài không thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng là hành vi trái với quy định của pháp luật. Hoạt động này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn cho người mua để kinh doanh buôn bán nói riêng và an toàn xã hội nói chung. Bởi theo ghi nhận, bên trong các kho pháo mạng, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là điều mà không một người bán pháo lậu nào quan tâm. Càng gần Tết, việc kinh doanh pháo hoa càng bước vào cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, cần sự vào cuộc, giám sát, xử lý của các cơ quan chức năng. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Đại diện cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh tiếp tục tác động, vì vậy đợt rét đậm rét hại ở khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục tiếp diễn trong những ngày tới, nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Những ngày vừa qua, Hà Nội chuyển sang thời tiết rét cắt da với nhiệt độ nhiều thời điểm dưới 10 độ C. Càng về đêm, cái rét càng buốt giá. Anh Lê Hồng Hanh, 30 tuổi ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã gắn bó với nghề shipper suốt mấy năm nay. Dù trời rét hại, mỗi ngày anh vẫn lưu thông trên đường và làm việc ngoài trời hơn 12 tiếng đồng hồ. Anh Hanh và những người giao hàng vẫn sớm hôm miệt mài mưu sinh. Những cung đường vất vả hơn rất nhiều khi trời rét tê tái kèm thêm mưa rải rác. Công việc thì đa phần ở ngoài trời thì mình dậy từ lúc 6 rưỡi đến 7 giờ. Cho hơn 7 giờ mình đi ra bưu cục để nhận hàng hóa và sắp xếp lên tuyến. Đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ tối thì kiểm kê hàng hóa xong rồi mình sẽ về. Hôm nay thì thời tiết nó rất là lạnh, đi giao hàng thì rất là khó. Đi đeo găng tay thì rất là ấm nhưng mà công việc của mình lại hay sử dụng điện thoại nên nhiều khi đeo vào thì lại hơi vướng tí. Thì nhiều khi tay chân cứng tét lại, không làm được gì. Thời tiết lạnh như này nhưng mà mình vẫn phải cố gắng để hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Bởi vì hàng hóa đã nhận đi giao thì phải giao đến tay khách hàng tốt nhất có thể. Nói chung là cũng vì đồng tiền kiếm sống để nuôi gia đình của mình thôi. Không chỉ với người lao động ngoài trời mà thời tiết rét giá cũng gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Rất nhiều người mong thời tiết nhanh chóng ấm dần lên. Mình mong muốn là trong 1-2 ngày nữa là sẽ ấm áp hơn. Để chuẩn bị đón cái không khí Tết thì cho nó ấm áp, nó không lạnh như 1-2 hôm trước nữa. Thì cái việc đưa con đi học với đi làm nó sẽ thuận lợi hơn, nó đỡ vất vả cho cả bố lẫn mẹ. Với mấy tuần trước thì đang còn mặc quần áo cọc tay ra ngoài bình thường, nhưng mà hai hôm nay là
phải mặc 3-4 áo rồi trời trở lạnh khá là nhanh. Năm nay thì thời tiết nó bất thường, hôm như hôm nay thì mặc 3-4 áo ra đường vẫn đang là lạnh. Đại diện cơ quan khí tượng đã cung cấp thông tin diễn biến đợt rét và thời điểm rét hại chấm dứt. Khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Bắc Trung Bộ xảy ra một cái đợt rét diện rộng, cho đó khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra rét hại trên diện rộng với cái mức nhiệt đã quan trắc được ở Hà Nội xuống dưới 10 độ và hiện tượng băng giá và cũng đã xuất hiện nhiều nơi ở khu vực vùng núi phía Bắc. Và theo dự báo của chúng tôi, khu vực phía Bắc Bộ sẽ tình trạng rét hại, tức là cái nhiệt độ trung bình ngày thấp dưới 13 độ sẽ còn duy trì đến ngày 26 tháng 1. Còn ở khu vực Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì cái nhiệt độ chỉ rét hại sẽ duy trì đến ngày 25. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày tới, rét đậm, rét hại diện rộng tiếp diễn, vùng núi cao vẫn có thể xuống dưới 0 độ C, kèm theo khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.